đầu bếp. Dạ con tên là Từ Hiếu Thiên, năm nay con 11 tuổi. Con học đánh trống đã được 6 năm rồi. Và con thích cái bộ môn này bởi vì nghe rất là vui tai, với lại nó giúp con cảm nhạc rất là nhanh. Trống ống nước nó rất là dễ đánh bởi vì có nốt. Còn trống ra thì rất nhiều kỹ thuật và mình phải cảm âm tốt. Dạ, cái trống mà Niêu Xuân Chảo thì nó không có nốt, mà mình lấy cái kỹ thuật của trống ra áp dụng vào cái trống là Niêu Xuân Chảo. Con sẽ tập luyện thật nhiều để có thể chinh phục được ban giám khảo và mọi người hãy ủng hộ con nhé. Tiên ơi, tài năng của con là nấu ăn hả? Dạ thưa cô, tài năng của con không phải là nấu ăn, mà con sẽ biến những cái vật dụng nấu ăn thành giai điệu. Chơi kiểu như Nanta đấy. Nanta Show. Yeah, Nanta Show. Đó là một cái show diễn ở Hàn Quốc. Yeah. Nó kết hợp kỹ năng của cái người diễn viên, dùng tất cả những cái vật dụng trên sân khấu để tạo ra âm thanh thành một cái bài nhạc. Con hôm nay là chỉ làm nhạc thôi hay là có diễn xuất nữa không? Dạ con chỉ làm nhạc. Bữa nay là mới Conan Show thôi. Là cái Nanta Show. Bây giờ con chơi theo cái giai điệu giống như kiểu nhạc hòa tấu, hay là cái dạng con có thể quấn được bài Xả Vờ Yêu hay là truyền thái y được không? Dạ con nghĩ là con sẽ đánh tốt nhất bài của con bởi vì con cũng đã tập rồi. Mà mới 11 tuổi mà đứng nói chuyện giống như là MC chuyên nghiệp vậy anh. Cháu nó có nội dung, dứt khoát, thành thử ra nó tự tin. Dạ bây giờ mình thể hiện cái chuyên môn của mình trước nha, mời con. Giao lục. Thêm một tí phần trình diễn nè con trai ha. Dạ. Mai mốt lựa bài nào á mà cái bài nhạc nền nó hiền hiền để con quánh con gõ cái này, người ta nghe cái này được nhiều. Dạ. Harry dạo này gần đây thì mới phát triển được một cái tài năng xuất sắc của chồng mình, nấu món ăn rất là ngon. Cái này em thấy, cái này em có thấy. Còn một cái khác nữa là chồng mình lại giỏi về cái gì? Cảm ơn. Dạ, nhiệt tình các thứ đó chị. Và chính vì điều đó cho nên em muốn là chồng mình lên mình chơi thử đi. Thí dụ nãy bà nói đơn giản, anh lên gõ thử đi, nghe nó hay không? Cái bà kể câu chuyện cho thiệt hay, cái lá tôi lên tôi gọi dở nó nhục nè. Thiệt tình. Đó. Mời anh vào bếp. Thôi xào món đi. Ây dở ẹt, món này phải bỏ rồi. Ôi trời, chất quá. Ôi trời, chất quá. Kêu nó vậy. Kêu mệt quá. Thả.
Thôi như vậy là mình cũng rút kinh nghiệm được rồi đúng không? Con có thể hiện thêm khả năng của mình không? Cho cô chú xem không? Dạ có. Con sẽ đóng vai một thợ sửa ống nước. Ồ. Tại sao lại chế cái ống nước này ra? Ba coi ở trên YouTube, ba thấy có nhiều người nổi tiếng mà hay chơi cái này á, cho nên ba muốn làm một bộ riêng cho con chơi. Trong mắt con, ba là một người ba như thế nào? Dạ ba rất là giỏi, ba thông minh, ba khỏe lắm. Dạ, ba cắt cưa rồi ba ghinh tùm lum chỗ, rồi lên sân thượng rồi xuống dưới rồi con ghép phụ ba. À. Mà hỏi thiệt nha, mẹ con có khi nào có hơi chút quạo không con? Thì đấy, nếu như cô nha là cô sẽ rất quạo. À, không phá thì phá nhưng mà lát hồi cũng có dọn nè. Được, được. Đi lên coi kim đàn kìa. Con cái này là những cái giống như là hợp âm đúng không? Con đánh dấu ở đây nè. Dạ đúng rồi, đây là cái chữ mà để cho cái tiếng giống, nó giống cái trên cái đàn nè. Nó cũng không khó lắm tại cái này nó dựa theo nốt. Thưa chắc ba con cua má, con má con thích lắm á chứ. Ông ngồi ông chế ra thế này nè, em anh tặng em cái ống nước kìa mà. Trời, tự nhiên tặng em ống nước à, anh kỳ quá. Cái đưa cái đàn á. Tùng 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 cái bạn. Quỷ sứ. Ra con đó. Rồi bây giờ hóa thân thành thợ sửa ống nước rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ nhường sân khấu lại cho con nha. Dạ. Chiều nha. Bum 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 b